chú mừng xuân văn đệ nhất chú mừng tiên hiền chú ba đệ nhất nhất tây thiên thịnh ngự chúa ngự đồng sang thì
lâm hôm nay thì đồng trần chúng con bằng nghề một chữ tâm ý. Lộc gần đem đi, lộc xa đem về.
người đã bước tới đâu, gieo mầm nhân nghĩa bác cầu vinh hoa, đẹp như sao cầu vân hà. Đẹp như sao bác cầu vân hà, mũi son ba phấn tóc dài sờ vân giang thanh tân chữ người tam tâm thần thầy ai họa cho in. Bầu sâu sắc tốt tươi dương già lên trên đàn, lên trên đàn năm quả nhiều hoa.
Tây Thiên Tam Nghi Đạo Địa Linh Thạch Nghi Ba Cảnh Thanh Nhiệm Mộng Nét nhang thơm thành kính quỳ tô Tiên dâng nhất và văn văn ni hộ chúa Tiên dâng văn chúa và để nhất tây thiên dâng dâng văn văn năng năng để nhất nó tây thiên hùng vương thanh tổ cấp mà cùng hiền vào xa đại đình tam đạo quy sang
soi dài bóng bên lầu mà xa soi khắp hết lòng lòng lầu thủy đình hồ sen sóng gợn lung linh. Oh,
hôm rằm mười đang đi về bạn đến đây.
ban đêm đông. Thành xa